Hôm nay em có mệt đúng không? Hai vợ chồng mình thì mệt vậy chứ, thử nhất là mẹ cứ. À, cũng quá trời trời. Mệt á, là hai đứa tụi con mệt. Chứ má có làm gì đâu mà mệt. Thương con quá. Con nè. Dạ mẹ. Con ra ngoài sau bếp á, có sẵn đồ ăn để trong tủ lạnh đó. Con nấu chút gì cho chồng con ăn đi. Thôi mẹ ơi, chứ con không ăn đâu, hôm nay con cũng mệt quá. Không ăn phải không? Dạ. Chị thì ngủ sớm hay chưa? Dạ. Con à. Dạ. Khi nào chồng con đói bụng thì ra nấu gì cho nó ăn hay chưa? Dạ. Ngủ sớm. Dạ. Thôi mẹ xuống dưới nhà trước đi. Ừ. Dạ. Mệt mỏi thế này á, chắc em cưới có một lần thôi. Vậy em tính cưới nhiều lần nữa hả? Cái đó là anh nói đó nha. Anh một kỳ quá. Em á, hôm nay đi khách cả ngày, chắc mệt lắm hả? Ừ, mệt lắm chứ. Nè, anh đi tắm đi. Muốn chết gì ạ? Hôi lắm hả? Uống rượu bia rồi mồ hôi nữa, hôi lắm. Anh thấy đâu hôi gì đâu. Thôi mà, anh đi tắm đi. Ồ, anh không tắm đâu. Mày tắm. Anh à, đi tắm đi mà. Ồ, anh không tắm đâu. Anh đi tắm đi. Đi nha. Không. Đi. Không trời à. Ơi đây ạ. Đi tắm đi. Rồi đi tắm. Dạ, mẹ định làm gì mẹ? Mẹ con ra. Dạ, để con phụ mẹ. Dạ, nhưng mà con thấy tấm ga giường này còn mới không mẹ? Mẹ thấy nó dơ rồi đó chứ. Nhưng mà con thấy màu trắng con mà biết chúng con lắm. Bộ con không thích hả? Dạ, không phải. Nhưng mà màu trắng giấy trắng á là để thử màu nhuộm, còn da trắng là để thử lòng người đó con. Thôi con nghỉ ngơi đi, mẹ cũng về nghỉ đây. Em đang có chuyện gì hả? Em không sao. Chuyện gì á? Em nói cho anh biết nè. Em đã nói là em không sao mà. Mà sao anh tắm lâu vậy? Em bảo là anh đã dơ nên anh tắm cho kỹ. Em ngồi đây đợi anh á mà muốn ngủ gục luôn rồi nè. Ủa? Mà ai thay tắm ga vậy? Là mẹ. Em đang có chuyện gì phải không? Em không sao mà.
Em yên tâm. Chứ tôi ra đây làm gì? Thì mấy hôm nay em gọi anh không được, em nhắn tin anh cũng không trả lời. Cho nên em lo anh hẹn anh ra đây. Nhưng mà dạo này sao em thấy anh kỳ vậy? Kỳ cái gì mà kỳ? Nói tóm lại á, là tôi không muốn gặp mặt cái cô nữa. Được chưa? Nhưng mà lý do gì chứ? Chẳng lẽ tình cảm của em dành cho anh mấy năm qua anh không có xem trọng em ra cái gì hết hả? Tóm lại á, tôi không muốn gặp. Được chưa? Đừng có làm phiền nữa. Nhưng mà anh ơi, em ở đâu vậy? Dạ em ở cà phê gần công ty. Không biết là anh có qua gặp em được không? Vậy em qua đi. Anh Thái, anh tìm em có việc gì không? Anh tính rủ em đi ăn. Mà Hải đâu, rủ Hải đi ăn luôn cho vui. Thì ra là em với Hải chia tay rồi. Em nói thật hả? Em không ngờ anh Hải lại thay đổi nhiều như vậy. Trong khi em với anh ấy đã sống chung với nhau như vợ chồng trong mấy năm qua, anh Hải đã đối xử với em như vậy. Anh biết mà. Và anh cũng thừa biết con người thật của thằng Hải như thế nào. Chính vì vậy, lúc nào anh cũng âm thầm yêu em. Nhưng mà em nghĩ em không còn xứng đáng với anh nữa. Linh à, anh không quan trọng quá khứ, anh chỉ coi trọng hiện tại và tương lai của em thôi. Anh hy vọng em cho anh một cơ hội được quan tâm và chăm sóc em. Bóp vào. Anh không ngờ anh Hải lại thay đổi nhiều như vậy. Trong khi em với anh ấy đã sống chung với nhau như vợ chồng trong mấy năm qua, mà nỡ nào anh Hải đã đối xử với em như vậy.
Em có yêu anh không? Anh biết được sự mong muốn của mẹ, và anh cũng biết được nỗi khổ của em rất nhiều. Nhưng em ạ, hôm nay chúng ta chính thức là vợ chồng với nhau rồi. Em có tin anh không? Em tin anh. Nếu mà em tin anh đó, thì em đừng có lo nữa, đừng có suy nghĩ nhiều. Có anh ở đây rồi. Thôi, mẹ nấu đồ ăn sáng rồi đó. Hai đứa ăn sáng đi nha. Dạ. Thế này là sao hả chồng? Bí mật. Cảm ơn chồng nha. Tiếp. Rồi bây giờ ngồi dậy đi em ạ. Thôi anh không đi tắm đâu. Thôi anh đi tắm đi mà. Không, anh không đi, đi đâu. Đi thôi mà. Trời ơi. Ê da, kéo mạnh lên. Ê da. Đi tắm đi. Thôi rồi anh đi tắm. Gì này chi cả. Bắt đầu. Thế rồi. Chẳng hỏi thế này á, chắc anh chỉ cưới một lần luôn. Vậy em nói là em vừa cưới rồi. Đừng nghe đi không sao. Là bây giờ là mày này một lắm giờ mẹ hai này nó nhỏ nhất mà nó đằng nhất á. Không, từ anh Hải vừa làm gì ạ? Rồi đứng dậy đi xem nào. Ôi giời ơi. Hôm nay mình làm đạo diễn nhưng mà mình bị đau quá. Đau quá sao mình làm đạo diễn? Tại sao cái tà